Hello, chào tất cả các bạn đang đến với nhà Sala và mình là Sala Tâm. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tụ bài là có ai đó muốn nói gì với bạn. Ok, lâu quá rồi mình mới quay lại video này. Video tuần trước các bạn vừa xem á, là mình đã quay rất là lâu nhưng mà mình không có post lên. Mình đợi tới hôm nay, cho nên là mỗi lần mà lâu lắm rồi mình mới quay lại á, thì mình sẽ hơi hơi ngượng một chút trước camera. Giới thiệu với các bạn, bạn nào mới biết đến kênh của mình thì mình là Sala Tâm, thạc sĩ tâm lý, tarot reader và tác giả sách Càng sâu tới đáy càng gần hồi sinh, một quyển sách về câu chuyện của một trải nghiệm về thân chủ đi trị liệu tâm lý. Ok, hôm nay chúng ta sẽ đến với trải bài ha. Có 4 tù bài, 1, 2, 3, 4. Và như thường lệ thì các bạn có thể chọn theo số thứ tự là 1, 2, 3, 4. Các bạn nhắm mắt lại và cảm nhận là mình thích cái số nào nhất á, thì cái số đó là cái số dành cho mình. Và cái tù bài đó là tù bài dành cho mình. Chúng ta sẽ có là 1, 2, 3, 4. Và có ai đó muốn nói gì với bạn? Có ai đó muốn nói gì với bạn? Cái người mà bạn đang nghĩ tới, họ muốn nói gì với bạn? Có ai đó muốn nói gì với bạn? Ok, tụ số 1. Tụ số 1, Page of Cups, Ten of Pentacles, High Moon, Fulfilled và Self-Supportive. Ok, tụ số 4. Họ muốn nói, có ai đó muốn nói gì với bạn? Thì cái người mà muốn nói gì với bạn á, họ muốn nói là khi mà họ ở bên cạnh bạn á, họ cảm thấy rất là đủ đầy, họ cảm thấy rất là trọn vẹn, nhưng mà cái trái tim họ đang bị tổn thương ghê gớm vì một cái sự kiện nào đó đã xảy ra giữa hai người, cho nên là họ không có chịu được và họ cảm thấy giống như là bạn đang self supportive, bạn đang không phải là chính mình nữa, bạn đã thay đổi vì một cái điều gì đó mà không phải là vì chính trái tim của bạn. Và họ cảm thấy rất là sốc vì cái điều đó. Bây giờ thì họ muốn kiếm tiền, họ muốn đi sâu vào cái việc kiếm tiền, và họ cảm thấy rằng là bạn 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 cũng giống như là bạn 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 đã coi trọng cái giá trị vật chất hơn là cái giá trị tình cảm chẳng hạn. Họ cũng có thể đang nghĩ như vậy. Họ muốn nói với bạn rằng là họ là một người khá là tình cảm và họ họ muốn bạn có thể chấp nhận và tôn trọng con người đó của họ và hãy hiểu họ hơn trong cái hành trình tương tác của cả hai người. Ok, chỉ vậy thôi. Chúng ta đến với tụ số 2. Tụ số 2, họ muốn, có ai đó muốn nói gì với bạn? Họ muốn nói gì với bạn? Họ muốn nói với bạn rằng là, họ muốn nói với bạn rằng là tất cả những gì mà đang lặp lại giữa cả hai người á, lặp đi lặp lại giữa cả hai người á, khiến cho họ cảm thấy rất là trống trải, họ cảm thấy trong tâm hồn họ giống như là có một cái hố đen thăm thẳm và họ không có thoát ra được. Nó confused, nó hỗn mang, nó bừa bộn, nó rất là không vui. Nó không hẳn là không vui đâu, mà nó là một cái gì đó rất là trống trải, một cái gì đó cảm thấy rất là sâu thẳm. Và nó khiến cho họ không có thể đưa ra bất kỳ một quyết định nào hết. Họ thật sự là một người rất là bản lĩnh trong cái vấn đề tài chính, nhưng mà họ vẫn cảm thấy rằng là tất cả mọi thứ nó đang rất là confused đối với họ, và họ muốn nói với bạn rằng là bạn và họ họ luôn có những cái kết nối với bạn giống như là một một gia đình vậy đó. Nhưng mà ok, là họ cảm thấy không có ổn, họ cảm thấy không có ổn trong giai đoạn này. Cả tụ số 1 và tụ số 2 đều họ muốn nói với bạn, họ muốn nói với đối phương là họ đang không có ổn một chút nào cả. Rồi chúng ta sẽ đến với tụ số 3 ha. Tụ số 3.
chủ số 3 họ muốn nói với bạn rằng là họ có những cái tổn thương từ bên trong và họ không có chia sẻ được. Dù họ rất là yêu bạn, dù họ rất là thương bạn, nhưng mà họ vẫn thỉnh thoảng họ cảm thấy rất là yếu đuối trong cái hành trình này. Họ cảm thấy bị mất powerless, họ cảm thấy bị mất mất quyền lực, mất sự tập trung, mất mất sự kiểm soát ở đây. Họ cảm thấy có những lúc mà bạn vượt quá xa cái tầm tay của họ, và những cái tổn thương đó họ cũng không có control được nó. Và họ muốn nói là tất cả những gì mà xảy ra có thể chỉ là cạm bẫy mà thôi. Rồi ngày mai nắng sẽ lên, mặt trời sẽ tươi sáng. Họ rồi sẽ ổn. Có thể cho họ thêm thời gian không? Chứ họ rồi sẽ ổn. Họ đã không là chính họ một thời gian khá dài. Vậy đó. Mời các bạn đến với tụ số 4. Hôm nay mình sẽ đi khá nhanh. Tụ số 4, người đó muốn nói gì với bạn nào? Họ muốn nói với bạn rằng là họ cho bạn rất là nhiều dấu hiệu mà bạn có thể đi tiếp mà. Tuy rằng thỉnh thoảng họ cảm thấy rất là ích kỷ, đố kỵ với những gì xảy ra với bạn, hoặc là ganh tị với những gì bạn có, nhưng mà họ sẵn sàng đón nhận bạn. Hãy chú ý tới những dấu hiệu mà họ đã đặt ra. Họ sẵn sàng để mở lòng, họ sẵn sàng để có được một cái mùa vui vẻ, để có những ngày tháng tươi đẹp bên cạnh bạn. Tự nhiên mình có cảm giác là hai bạn này á có nhiều cái không hợp nhau, nhưng mà hai bạn lại rất là thích nhau. Và một người muốn tiến tới nhưng mà sợ người kia không không mở lòng ra với mình vì những rào cản. Tuy nhiên là thật ra là cái người kia họ cũng cảm thấy rằng họ sẵn sàng đón nhận hết tất cả mọi thứ, và họ cho bạn rất là nhiều dấu hiệu để bạn có thể tiếp tục. Họ sẵn sàng mở lòng để đón nhận. Họ muốn nói với bạn rằng là họ cũng muốn có một cái khoảng trời, một cái khoảng thời gian có thể ở bên cạnh nhau, có thể tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ với nhau. Rồi kết quả thì tùy tùy tương lai tiên đoán. Cái này là tự nhiên mình có cảm giác như thế khi mình trải bài tụ số 4 thôi. Nếu như mà bạn nào mà không có trong trường hợp này á, thì các bạn có thể chọn tụ bài khác, hoặc là tụ bài này không dành cho các bạn. Thì khi mà mình được thúc đẩy để trải bất kỳ một cái tụ bài nào á, thì thường là có ai đó cần được lắng nghe, có ai đó đủ duyên cần được lắng nghe. Còn khi mà chúng ta nghe mà nó không có chạm vào chúng ta thì thôi, nó không phải dành cho chúng ta. Đơn giản vậy thôi, chứ không có vấn đề gì cả. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã yêu mến nhà Sala và yêu mến Sala Tâm. Các bạn đừng đừng quên like, share và subscribe kênh ha. Tạm thời trong giai đoạn này á, thì mỗi tuần mình chỉ có một trải bài, một tụ bài thôi, và một chia sẻ về tất tần tật về độc thân. Chủ nhật tuần này thì chúng ta sẽ có bài là Vanquish Benefit thì có nên hay không. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video lần sau.